Tiếp theo trận thi đấu số 18, hạng cân 55kg giữa hai vận động viên Đoàn Thị Kim Oanh đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục đỏ gặp vận động viên Trịnh Thị Hải Yến đơn vị Thái Nguyên trang phục xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Nguyễn Thị Ánh đơn vị Thanh Hóa và Nguyễn Thị Yến Nhi đơn vị Thừa Thiên Huế cho trận đấu. Mời hai vận động viên đứng tiếp hàng. Trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Đoàn Thị Kim Oanh đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục đỏ thắng ưu thế kỹ thuật cách biệt 10 điểm. Tiếp theo trận thi đấu số 9, hạ cân 55kg. Mời hai vận động viên đứng trước đảng. Trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Tinh đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục xanh thắng tuyệt đối. Tiếp theo trận thi đấu số 38 hạng cân 46kg giữa hai vận động viên Triệu Thị Yên đơn vị Hà Nội trang phục đỏ gặp vận động viên Kiều Thị Kiều Anh đơn vị Hà Nội trang phục xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Ngô Thị Thanh Bình đơn vị Thái Nguyên và Dương Thị Nga đơn vị Thanh Hóa chuẩn bị. Mời hai vận động viên đứng trước thảm.
trọng tài công bố kết quả trận thi đấu vừa qua, vận động viên Triệu Thế Kiên đơn vị Hà Nội trang phục đỏ thắng ưu thế kỹ thuật cách biệt 10 điểm. Tiếp theo trận thi đấu số 39 và kết. Tiếp theo ở trận thi đấu số 37, hạng cân 53 kg giữa hai vận động viên Lê Thị Mỹ Dung.